nhà hàng món Huế, trước lùm xùm chuỗi nhà hàng món Huế đóng cửa hàng loạt, trốn nợ hơn 800 tỷ, nhóm các nhà đầu tư lớn của công ty công ty Huy Việt Nam Group Limited tuyên bố khởi hiện ông Huy Nhật, chủ tịch công ty này. Cụ thể sáng ngày 24 tháng 10, một nhóm các nhà đầu tư lớn của công ty Huy Việt Nam Group Limited đã thay mặt công ty, tiến hành các thủ tục pháp lý khởi kiện ông Huy Nhật, nhà sáng lập kiêm chủ tịch công ty tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, các nhà đầu tư này cũng đã thành công trong việc xin được lệnh phong tỏa tài sản của ông Huy nhật từ các cơ quan tài phán ở nước ngoài. Những động thái pháp lý này nhắm tới ông Huy và các cộng sự, bao gồm bà Ngô Thị Mỹ Hạnh, giám đốc điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng Món Huế, liên quan đến cáo buộc vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm của người quản lý, các giao dịch bất thường và có thể có yếu tố lừa đảo. Theo đó, ông Huy NHT đã chiếm dụng một lượng lớn tiền mặt và tài sản cùng với các nhà đầu tư, nạn nhân của các hoạt động có yếu tố lừa đảo này gồm cả nhân viên nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh. Việc đóng cửa hàng loạt các nhà hàng khi chưa có các chấp thuận cần thiết từ các nhà đầu tư và cũng không vì lý do thương mại rõ rệt đã khiến hơn 1.500 nhân viên người Việt mất việc làm. Cũng theo nhóm chủ đầu tư này, dù rất thất vọng khi buộc phải tiến hành các thủ tục tố tụng trên, song họ hy vọng có thể được giải quyết khiếu kiện nhanh chóng và công bằng tại các tòa án Việt Nam, tương tự như lệnh phong tỏa tài sản đã được ban hành trước đó ở nước ngoài. Theo đó, các hành động này không chỉ nhằm bảo vệ doanh nghiệp nói chung và khoản đầu tư của các nhà đầu tư vào công ty huy việt nam mà còn đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho nhân viên công ty các nhà cung cấp các đối tác kinh doanh trong nỗ lực khôi phục hoạt động ổn định cho doanh nghiệp này